28 đây. 28 tây tháng tháng 5 2022. Chị Bông. Văn Diễm gửi 200.000 Hùng Phước. Rồi Văn Diễm chị Linh gửi cho chị Bông. Rồi Linh. Bye bye em. Bánh mì chay đi Diễm ơi. Bánh mì chay đây, bánh mì lắm. Mì chay chả lụa. Em đi. Bánh mì đây, bánh mì xếp qua phố Quốc Cường Minh ơi. Bây giờ em Thanh đem bánh mì xuống dưới bệnh viện Đa Khoa phát cho bà con ở dưới bệnh viện.